Thưa quý vị và các bạn, cười sai ông An, đội trưởng đội sản xuất ngói ở Seo Sơn, cháu đổi dầu dọc lô ngói do Lâm chỉ đạo kỹ thuật, khiến cả lô ngói bị thấm nước, xếp loại C. Hắn lại sai An trộn thuốc ngủ vào bát cháo của Lâm với bầu, rồi để hai người ngủ cùng nhau trong tư thế không mảnh vải che thân. Hà Chí Lâm bị đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm công việc gây thiệt hại lớn cho hợp tác xã và quan hệ nam nữ bừa bãi uy tín của cười lại tăng lên rầm rộ, được Dung và mọi người đánh giá cao. Lâm biết mình bị kẻ xấu hãm hại nhưng không có bằng chứng gì. Anh xin tòng quân nhập ngũ ra trận, còn cười và Dung đám cưới linh đình. Huyện phê duyệt kế hoạch trồng rừng mới do cười bố trí đưa lên mà không ngờ rằng trong đó có cả diện tích gỗ tự nhiên lâu năm. Thế là 20 hecta rừng khe cút đã được xóa sổ theo kế hoạch của cười hắn mang số tiền bán gỗ rừng về Hà Nội mua được căn nhà mặt phố, gặp lại ba Tòng ngày trẻ con đã giúp đỡ mình. Ba Tòng lại theo hắn về Xeo Sơn. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Xeo Sơn của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan. Nay ba tòng lên xeo sơn, cười muốn gán ghép bầu cho ba tòng, nên tạo mọi điều kiện cho họ được làm việc gần nhau. Ba Tòng vốn là người đa mưu túc kế từ bé, lại có mưu mẹo thu phục người khác. Chính vì thế, mấy tháng sau, đội chuyên canh chè của Ba Tòng đã ăn nên làm xa, giao sản phẩm cho hợp tác xã vượt chỉ tiêu kế hoạch. Thế là Ba Tòng được khen ngợi và phó chủ nhiệm hợp tác xã Triệu Văn Cười càng được biết đến vì năng lực tổ chức, tài thuyết phục và dùng người. Vụ chè cuối thu thay vì sao sản phẩm bằng chè, cười chỉ đạo cho ba tòng xin giao nộp bằng tiền theo giá thời điểm. Hợp tác xã cần tiền mặt nên đồng ý ngay. Cười bỏ tiền nhà và vay mượn thêm đưa cho ba tòng nộp. Thế là dẫu cho cơ chế quản lý thị trường khắt khe, ba tòng vẫn giữ lại được 3 tấn chè búp khô sạch sẽ cất trong các chum sành, bọc trong tài ni lông để giữ bền hương. 3 tấn chè này tiếng là của tập thể, của hợp tác xã, nhưng thực chất là của riêng cá nhân cười. Ý đồ lợi dụng kẽ hở quản lý trong hợp tác xã để buôn bán chè, thu lợi cho cá nhân bắt đầu được cười thực hiện. Giáp Tết nguyên đán năm ấy, thị trường chè Hà Nội khan hiếm, lên cơn sốt, chè búp chất lượng cao lên giá từng ngày. Ba tổng thuê xe, lấy giới giới thiệu của hợp tác xã, có xác nhận của xã, của huyện, chở 3 tấn chè đá vách về Hà Nội tiêu thụ lãi một gấp 5-7 lần. Cười thắng to, bèn rút cho ba tòng 5 triệu và dục ba tòng ngỏ ý với bầu. Nếu xong xuôi thì lấy tiền này làm đám cưới luôn cho gọn việc. Thấm thoát đã hết năm. Đầu tiên là những cây mận cây mơ đơm hoa nở trắng. Những hạt xương mai gieo nặng cảnh hoa khiến cho không gian như trùng lại, phảng phất mùi thơm nhẹ nhẹ, thanh tao quyến rũ. Trời đã bớt lạnh, những làn gió xuân mỏng mảnh như phơ phất nỗi niềm, dục gốc đào hối hạ, ủ nhựa, đâm nụ đỏ hồng e ấp ở đầu cành. Cả bàn đá phách chuẩn bị đón Tết, không khí dạo rực lòng người. Đêm 28 Tết, ba tòng ngồi bên bếp luộc bánh trưng tại sân nhà bầu. Những gọc củi cháy đỏ rừng rực, lửa lem lém hắt lên hơi ấm nồng nàn. Khuôn mặt bầu vốn bầu bĩnh, nay thêm ửng hồng, khiến người con gái sao càng thêm mặn mà, đầm thắm và quyến rũ. Ba Tòng không cầm được lòng mình, nắm bàn tay mềm ấm của bầu, đôi mắt ánh lên những cái nhìn tình cảm. Ba Tòng thổ lộ lòng mình, ngỏ ý yêu bầu. Bầu cũng có cảm tình với người con trai thủ đô, cùng trang phải lứa và cũng nhiệt tình với công việc tập thể. Tuy vậy, bầu cũng cảm thấy phân vân. Chả gì, ba Tòng cũng là bạn với cười. Chắc cười không giấu chuyện lộn xộn giữa bầu với Lâm nhỡ người ta thử mình, coi mình là kẻ dễ dãi thì sao? Nên bầu yên lặng, đôi mắt nhìn vào xa xăm, bối rối. Trong khoảng khắc đó, bầu thoáng thấy hiện lên khuôn mặt thông minh và phúc hậu của Hà Chí Lâm. Anh đang khắc khoải nhìn bầu ra giết. Bầu chưa trả lời, càng làm cho ba tổng thêm khao khát. Ba tổng sấn lại, toàn ôm hôn bầu. Bầu vội vàng chống cự. Giữa lúc đó có tiếng quát lớn Chúng mày tránh xa cô ấy ra, không được đụng đến cô ấy. Bầu nhìn ra, đã thấy Tùng tay lăm lăm thanh củi xông tới trước mặt. Anh Tùng đến bao giờ? Sao không đánh tiếng vậy? Anh đến một lúc rồi. Anh có chuyện rất cần nói gấp với em. Có việc gì mà gấp thế? Anh ngồi xuống đây cho ấm cái đã. Chờ cho Tùng ngồi ấm chỗ, bầu bảo ba tòng hãy về nghỉ. Mai hai người sẽ nói chuyện tiếp, câu chuyện còn giang dở đêm đó tùng đã kể hết chuyện mà ông an đã giàn dựng để hại bầu và anh lâm tùng cũng thổ lộ rằng vì tùng yêu bầu nên không nỡ chứng kiến cảnh bầu bị vu oan giá họa nên cáo ốm không đến đêm hôm đó bây giờ thấy cảnh ba tòng ngỏ ý với bầu sợ rằng bầu lại trở thành nạn nhân của những âm mưu hại người tiếp theo nên tùng mới nói cho bầu biết hết mà lường còn tình cảm riêng tùng tật nguyền tranh lệch với bầu quá nhiều nên cũng chỉ biết trông chờ vào quyết định cuối cùng của bầu. Tùng không dám có ý khác. Nghe Tùng kể, bầu như rơi xuống vực thẳm. Bầu xót xa khi nghĩ đến anh Lâm, người con trai mà ngay từ buổi gặp ban đầu bầu đã thấy lòng sao xuyến, trái tim buồn trồn, rung động. Chỉ hiểm ngày ấy nghe tin anh Lâm đã yêu Dung, thành ra bầu không dám quyết liệt mà thôi. Tự nhiên bầu thấy thương anh Lâm nhiều quá một con người hiền lành chất phác, sao lại bị ông An lừa gạt đến nỗi thân bại danh liệt. Đồng chí xa lánh, người yêu ruồng bỏ. Bầu muốn rú lên, một tiếng rú của con thú cùng đường, bị thương giữa nhân thân đồng loại. Cần phải giải oan cho anh ấy. Con người như anh Lâm không thể bị oan ức như thế được. Sau khi hết nghỉ Tết, bầu ra huyện gặp lãnh đạo, báo cáo hết những điều đã được nghe tùng thuật lại. Công an huyện lập tức cử người vào xeo sơn điều tra. Ông An được gọi lên xã thẩm vấn. Không còn đường nào chối tội. Ông An đang nhận tội vì muốn hơn người nên đã lập mưu hại lâm. Không những thế, theo sự bàn bạc để giữ cho cười không bị liên lụy, để có người rảnh rang lo mọi việc sau này cho ông, nên ông đã nhận việc này do ông chủ mưu và chỉ bàn với đội phó Tùng. Ngoài ra, không có ai tham gia nữa sự từng trải và tính toán sâu sắc đã giúp cười tránh được sự điều tra phát giác của mọi người ngày ấy nếu cười xuất đầu lộ diện sớm hơn một chút thì bây giờ hậu quả thật khôn lường tính toán của cười thật là chính xác rõ là may mắn cho cười ông an bị đình chỉ công tác bị kỷ luật đảng phải nộp lại toàn bộ số tiền hai vạn viên ngói từ loại a xuống loại c và tiền mua can dầu dọc khống cười bí mật chi đủ tiền cho ông bồi hoàn và biếu cho ông thêm đôi chục nữa gọi là để trả công đã giữ cho cười yên ấm. Tất cả chi phí đó, cười đều lấy từ tiền lãi bán trẻ vừa qua. Âu cũng là của ruộng đắp bờ. Cười có mất gì đâu, miễn sao giữ lại được danh tiếng con người và vị trí công tác. Còn những thứ đó là cười còn tất cả. Sau khi điều tra kết luận xong, huyện ủy và ủy ban huyện ra quyết định minh oan cho anh Lâm và Bầu. Đảng ủy Sao Sơn xét công lao của Bầu trong quá trình cống hiến cho phong trào hợp tác xã của xã đã cử Bầu đi học lớp cảm tình đảng. Huyện ủy đưa Bầu vào danh sách đội ngũ cán bộ nguồn nên điều Bầu ra huyện công tác ở hội phụ nữ. Bầu còn được cử đi học tại trường Đại học Nông nghiệp ở Hà Nội để đào tạo cán bộ nữ cho huyện sau này. Mấy tháng sau, Bầu được kết nạp vào đảng. Về tình cảm riêng, sau khi biết ngọn ngành câu chuyện anh Lâm bị vu oan, bầu không nghĩ gì đến ba tòng nữa. Bầu cũng không hề có tình ý gì với Tùng. Mặc dù bầu rất hiểu tình cảm của Tùng, hiểu cả những việc làm của Tùng bảo vệ bầu. Trong lòng bầu lúc này chỉ trào dâng tình cảm yêu thương quý trọng vô bờ bến với anh Lâm. Bầu quyết chờ anh Lâm nếu như anh ấy trở về và có tình yêu với bầu trời đã lập thu nắng như trong hơn dãi vàng trên cánh đồng lúa đang thì xanh non óng ả đỉnh núi khe cút hiện lên rõ nét trên nền trời những cánh cỏ trắng như cánh diều mỏng mảnh trao nghiêng đón gió lượn lờ trên bầu trời thung lũng xeo sơn dòng khe mong êm đềm trôi và bến tình vẫn đón đưa những cô gái chàng trai qua lại đôi bờ suối vắng thanh bình và thơ mộng miền Nam được giải phóng đã được mấy tuần, cả nước hân hoan chờ đón những chiến sĩ thắng trận trở về. Trên con đường đất đỏ từ huyện về qua Xeo Sơn, thỉnh thoảng lại có anh bộ đội quần áo tô châu mới cứng, vài đào ba lô căng phòng buộc những con búp bê nhựa hoặc cái khung xe đạp nữ, đầu đội mũ tai bèo, chân đi giày cao cổ hoặc đi dép đúc hăm hở đi qua trên đường về thăm nhà, thăm quê hương, bản quán bầu ngóng tin anh Lâm mãi mà vẫn chưa thấy, ruột nóng như có lửa đốt. Không biết anh thế nào, có mạnh khỏe không, bom đạn có làm gì được anh không? Anh có nhớ tới em không? Bầu quyết định đạp xe đến thăm gia đình Lâm. Cũng chẳng khó khăn gì. Sau hai lần hỏi thăm, bầu đã đứng trước một ngôi nhà sàn nhỏ nhắn nếp mình dưới bóng cây quất hồng bì xà. Bầu giới thiệu với mẹ anh Lâm là bạn anh Lâm và hỏi thăm tin tức bố con anh lâm giờ ra sao mẹ anh lâm dáng người nhỏ nhắn lưng đã còng vì sức nặng của tuổi tác và thời gian sau bao năm mòn mỏi chờ chồng ngóng con nhưng khuôn mặt vẫn đầy phúc hậu bà niềm nở cho bầu biết chồng bà đang làm thủ tục nghỉ hưu còn anh lâm chiến đấu dũng cảm nhiều lần được phong dũng sĩ được tặng thưởng huân chương chiến công đã là phó chính ủy trung đoàn trong trận chiến ở cửa ngõ sài gòn trước ngày giải phóng anh bị thương nặng mất một cánh tay được phẫu thuật ở quân y việt hiện nay đã về đoàn an dưỡng ở bắc ninh chờ phục hồi sức khỏe sẽ phục viên về với mẹ bầu mừng quá dù bị thương tật thế nào nhưng anh còn sống và đã trở về đó là niềm sung sướng vô hạn đối với bầu bầu sẽ được ngỏ lời yêu anh được bù đắp những đau đớn cho anh sau những thăng trầm mất mát đấy là tình yêu là mong ước của bầu. Còn anh có yêu bầu hay không? Bầu chưa tính đến. Bầu ở lại chơi với mẹ anh Lâm một ngày, một đêm, kể cho bà cụ nghe về chuyện bầu với anh Lâm trước đây, về cuộc đấu tranh của bầu để anh Lâm và bầu được minh oan. Bầu cũng thổ lộ tình cảm của bầu với anh Lâm, nếu anh Lâm không chê bầu, bầu sẽ về với mẹ sẽ yêu anh lâm suốt đời dù anh có tàn tật mất mát vì chiến tranh thế nào chăng nữa hai người nói chuyện thâu đêm suốt sáng ra chiều tâm đầu ý hợp lắm rồi bầu xin phép được đến đoàn an dưỡng thăm anh lâm bà đồng ý hôm sau bầu một mình bắt xe khách từ phố huyện về hà nội rồi từ hà nội đi bắc ninh bầu đến đoàn an dưỡng của lâm vào quãng nửa chiều Lâm hết sức bất ngờ khi gặp lại bầu. Anh nghĩ chắc bầu đến bắt vạ mình. Anh đón bầu ở nhà khách của đoàn. Khuôn mặt anh trắng xanh vì yếu sức, hốc hác vì thương tật. Tay áo bên trái thõng xuống, lùng thùng mỗi khi anh cử động. Chỉ riêng con mắt vẫn hiền từ ánh lên cách nhìn thông minh, cương nghị. Lâm hỏi han tình hình sản xuất ở địa phương, hỏi han sức khỏe bố mẹ và gia đình bầu hỏi bầu có gặp phiền toái gì sau chuyện ở lò ngói ngày ấy không rồi anh hỏi bầu đã có người yêu chưa bầu lặng im nhìn anh chiều mến lát sau bầu mới hỏi anh lâm có tin ngày ấy bầu và anh có chuyện gì với nhau không anh không biết nữa nếu có chuyện gì anh sẽ cùng em gánh vác nhưng anh tin mình không làm chuyện gì xấu và khuất tất thế tại sao lại có chuyện hôm ấy thực tình anh cũng không biết làm sao cả hôm nay em đến bắt đền anh anh có chịu không anh tàng tật lại yếu thế này chỉ lo em khổ thôi chứ nếu anh gây nên tội làm em khổ anh nhất định gánh tất cả trách nhiệm lâm báo cáo đoàn cho bầu nghỉ lại nhà khách đêm hôm đó dưới trời sao mông lung huyền ảo bầu kể cho lâm nghe toàn bộ câu chuyện đã diễn ra âm mưu của ông an việc xử lý của huyện ủy ủy ban và quyết định minh oan cho anh và bầu lâm nghe hết mà không mảy may biểu hiện tình cảm gì tỏ vẻ phẫn nộ hay bực tức anh chỉ nói anh đoán có kẻ chơi xấu làm hại mình nhưng cho đến bây giờ anh cũng chưa hiểu họ làm như thế vì động cơ gì anh chỉ ân hận đã làm dung đau khổ không biết cô ấy giờ thế nào ơ ờ, thế anh chưa biết gì sao cô ấy đã lấy anh cười ngay trong năm anh đi bê ấy bây giờ cô ấy đã là cửa hàng trưởng béo tốt và vẫn xinh xắn như xưa chỉ hiềm lấy chồng mấy năm rồi mà vẫn chưa có con thế ư ừ, thôi thế cũng tốt mừng cho cô ấy thực ra giữa anh và cô ấy cũng chỉ mới đặt vấn đề tìm hiểu chứ chưa có gì sâu nặng cả sau việc lộn xộn đó xảy ra anh luôn mong cho cô ấy tìm được người yêu thương chân thành và mong cô ấy được hạnh phúc còn em anh có mong em được hạnh phúc không nào anh đã biết người yêu em thế nào đâu mà bảo mong em có hạnh phúc sao anh ngốc thế em đã xuống đến đây kể cho anh nghe hết bao chuyện mà anh vẫn chưa biết người yêu của em là ai à anh vô tình hay vô tâm vậy bây giờ em hỏi anh thật lòng nếu em yêu anh anh có yêu em không? Lâm vừa choáng váng vừa mừng rỡ, liễu tiếu hỏi lại bầu. Có thật em yêu anh không? Em không chê anh là thương binh cụt tay à? Thật lòng, anh quý mến và nghĩ đến em nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ anh dám mơ ước tới điều này. Em yêu anh từ ngày anh về xeo sơn, ép ngói cơ, nhưng em đâu dám ngỏ ý. Người ta yêu tận đầu tận đâu, ai để ý em? giời ạ à, em xinh đẹp thế này giỏi giang thế này sao mà không yêu được nhưng hồi ấy anh mới biết em lại quen dung từ trước bây giờ chúng mình đã được thử thách qua sóng gió nếu được em yêu thì anh sung sướng và hạnh phúc quá còn gì hơn thế nữa bầu nũng nịu ngả đầu vào ngực lâm tin cậy và hạnh phúc họ đã đi trên những chặng đường gập gành vượt qua những mưu toan man sợ để đến với nhau Trời đêm như huyền ảo, mông lung hơn, ánh sao như phủ lên họ màn sáng mềm mại. Gió như vừa từ cõi thiên thai, đủ lạnh choáng lên họ, để vòng tay thêm sao xuyến và mãnh liệt, để những nụ hôn thêm ngọt ngào, ấm cúng. Thế là sóng gió đã yên, cười lại bình an vô sự. Cười cảm ơn ông An đã bảo vệ cười, nên bằng ảnh hưởng của mình, nhanh chóng phục trước đội trưởng cho ông An sau mấy tháng ngồi nhà sơi nước. Điều này khiến bậu sậu của cười ở Xeo Sơn càng tin cậy ở cười. Càng đánh giá cao vai trò của cười đã biết lo lắng, bảo vệ cho thuộc cấp dưới quyền. Sau đó, họ càng gắn bó với cười chặt chẽ hơn. Uy tín của cười càng được củng cố. Sau ngày đất nước thống nhất, khí thế lao động của nhân dân Xeo Sơn được cổ vũ hăng hái hẳn lên lực lượng cán bộ và lao động ở xã được bổ sung thêm những bộ đội phục viên, thanh niên sung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, nên mọi mặt hoạt động trở nên sôi nổi hơn. Từ dự kiến manh nha, đắp phai suối, khe măng ngày nào, khi bà Tòng làm cọn lấy nước khe mong tưới cho trẻ đá phách, Phó chủ nhiệm hợp tác xã Triệu Văn Cười đề xuất với xã đề án thủy lợi nội đồng, đắp đập, xây phai tưới tiêu. Đề án này trước mắt cung cấp nước cho cánh đồng gò lau của hai bản đá vách, xa lì và xây dựng đường xá giao thông nông thôn liên bản nối liền tỉnh lộ với các bản trong toàn xã. Nhà nước cũng có chính sách ưu tiên phát triển vùng sâu vùng xa. Dự án của cười xa đời đúng dịp nên được tỉnh ưu tiên cấp vốn triển khai trước. Cả xeo sơn như bừng tỉnh. Cười được cử kiêm nhiệm chức trưởng ban giám sát công trình, chuyên theo dõi mảng xây dựng cơ bản của xã. Công ty xây dựng sóng thần thuộc ty xây dựng được giao nhiệm vụ thi công công trình phai khe măng ở Seo Sơn. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã đưa máy ủi, máy múc, máy san lấp, tấp nập kéo về Seo Sơn, tập kết ở đá vách và mượn nhà cười làm đại bản doanh. Phó giám đốc công ty Phan Văn Trị, kỹ sư xây dựng, một vợ hai con, trường ngoài 30 tuổi, trực tiếp chỉ đạo công trình. Lập tức, trong suy nghĩ của cười phát thảo nhanh một kế hoạch kinh doanh mới, phục vụ cho hoạt động đầu tư xây dựng của công ty. Nghĩ là làm. Buổi tối hôm đó, gửi cho mời ông An đến nhà uống rượu và bàn kế hoạch xây tường bao, ngăn khượng nhà sàn của cười thành phòng làm việc và phòng ở cho phó giám đốc Phan Văn Trị. Đến bây giờ, hiệu quả do việc làm nhà sàn có gầm cao của cười mới thể hiện rõ tác dụng. Chỉ trong vòng một tuần, gạch lấy từ ngoài lò, công thợ của đội các vật tư khác nằm trong sự liệu của đội trưởng An. Công việc đã được triển khai xong. Một phòng họp thông tiên dài 3 gian, rộng suốt lòng nhà cười, tính xa 48 m2. Một phòng tiếp khách lịch sự và trang trọng, 24 m2. Một phòng ngủ kín đáo và khép kín kế bên, rộng 18 m2. Một phòng ăn 12 m2. Một hành lang hiên dài suốt tàu nhà, rộng 2 m diện tích 30 mét vuông được giao cho công ty sử dụng. Không thể ngờ được sự quan tâm chu đáo của gia chủ. Phó Giám đốc Phan Văn Trị chỉ còn biết bắt tay bày tỏ lòng cảm ơn, tin tưởng vào sự hợp tác đắc lực của Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Toàn xã Xeo Sơn, Triệu Văn Cười, vừa là gia chủ, vừa là trưởng ban giám sát công trình của xã, người sẽ cộng tác giúp đỡ công ty trong suốt thời gian thi công ở đây cười cũng cho gọi ba tổng đến thì thầm to nhỏ tối hôm sau ba tổng đến chơi uống nước cùng cười và chị ra bộ hỏi cười kế hoạch đào ao thả cá của anh bàn hồi đầu năm đã chuẩn bị tiến hành chưa chưa mà cũng không kịp nữa rồi còn mấy tháng nữa là tết đến công việc của hợp tác xã bận lắm đào ao khối lượng cũng đến mấy nghìn khối đất không phải ngày một ngày hai mà xong thôi, để sang năm tính sau. Anh định đào thế nào? Chị vừa lắng nghe câu chuyện, vừa quan tâm hỏi. Tôi định đào hai cái ao, hai bên, ở khu lạch nước trước nhà. Bờ giữa tôn đất đắp thành con đường từ quốc lộ vào nhà để tránh lầy lội trong mùa mưa. Dự kiến làm từ năm ngoái, nhưng cứ bận bị công việc hợp tác xã, mãi vẫn chưa dứt ra làm được. Ồ, tưởng gì, chứ việc này nằm trong tầm tay của tôi. Nếu anh đồng ý, Tôi sẽ điều máy móc về giúp anh Độ 2 ngày là xong hết Gọn gàng đâu ra đó Có khó gì đâu Thôi anh ạ à, Làm thế mang tiếng chết Người ta lại bảo tôi lợi dụng các anh thì gai to Cười có vẻ lo lắng Không sao tôi sẽ nói là Thử máy sau khi sửa chữa Và đắp đường vào trụ sở làm việc của tôi cơ mà Có ảnh hưởng gì đến anh đâu Đến lúc này Ba Tòng mới lên tiếng Đúng rồi anh cười cứ cẩn thận quá anh em giúp nhau có gì mà ngại anh chị nói thế tôi ủng hộ cả hai tay thế là ngay hôm sau máy móc được điều về thi công đầu tiên là múc đất đắp một con đường từ quốc lộ vào thẳng khu làm việc của chị đất đắp đến đâu máy đằn đi đằn lại cho chặt và vững sau đó máy xúc bánh xích lội xuống lòng ao đào thành hình rồi sửa sang vỗ bờ chặt chẽ cẩn thận chẳng mấy chốc, cười đã có hai cái ao vuông vức, mỗi cái hơn hai sào phía trước nhà. Chị tiện máy múc luôn mương tiêu thoát nước để phòng mưa to gió lớn, ao không bị sạt vỡ. Anh còn cho trở đá hộc kè hai bờ đường, Sự kiến sẽ đổ bê tông để xe đi lại tiện lợi và sạch sẽ. Hôm tháo nước vào ao, mặt ao như duỳnh lên, sóng nước lăn tăn như nghịch ngợm, không gian như trùng xuống, cả một cơ ngơi bề thế mà cười ao ước bao lâu đã hình thành ngày càng rõ nét. Cười mở tiệc rượu khoản đại trị, lại bảo đoàn thanh niên đá vách tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại nhà cười, cho đội văn nghệ thanh niên của bản múa hát vui vẻ, giao lưu cùng anh em công nhân công ty. Bên ánh lửa trại, hai bên nhìn nhau tin cậy hơn, hứa hẹn một sự cộng tác gắn bó chặt chẽ. Cười cảm ơn và biểu thị sẽ hết lòng ủng hộ công việc của công ty mong công ty sẽ hoàn thành tốt công việc được giao. Theo dự kiến trước mắt, họ sẽ tập trung vào những công việc dưới lòng suối, đắp phai khe mương, kèo vào mùa rét sẽ khó khăn. Trong buổi liên hoan giao lưu đó, một giọng hát hết sức bay bổng nuột nà được mọi người trầm trồ khen ngợi. Đó là giọng hát của Triệu Thị Ngát, cán bộ tri đoàn đá vách. Gần 30 tuổi, nhưng thanh niên trai trắng đều đi lính cả nên ngát vẫn chưa có người yêu dù ngát được thừa hưởng sự xinh xắn nõn nà của mẹ vốn là người phụ nữ đẹp nhất xeo sơn và là vợ ba của quan chi châu thời trước giọng hát quyến rũ quyến luyến của ngát làm rung lên trong lòng cười những sư âm cháy bỏng của kỷ niệm những ngày mới lên khai hoang đi tắm ở mó ngọc ngày ấy cười còn ở tuổi chập chững mới lớn mặc dù vậy hình ảnh ngát cứ đeo đẳng cười nhiều năm sau đó bởi sự thật thà, trắng trèo, tinh khôi, mẫu mỡ và hoang dại của người con gái này, dù ngát hơn cười đến đôi tuổi. Bất xác, lòng cười bùng lên cảm giác, nao nao, khó tả. Công việc đắp phai khe măng rất khó khăn. Lòng suối rộng 96 mét, nhận nước từ những con suối nhỏ như khe cút, khe cổ, qua khe mong đổ ra sông hết. Theo thiết kế, phải múc sâu xuống đáy suối 2 mét rộng 5 mét, xếp chặt các dọ đá học cao hơn đáy suối 1 mét để tạo thành con đường giao lưu giữa hai bờ Tây Đông vào mùa khô. Con đường này nối bản người sao xa lì và bản người mường sao đá vách, đồng thời giữ mực nước phải đủ chảy vào mương dẫn, tưới cho mấy chục hecta lúa ở cánh đồng gò lau của đá vách và xa lì, biến cánh đồng này trở thành đồng hai vụ lúa. Trong lúc cả nước thiếu lương thực trầm trọng do sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, các nước cắt viện trợ lương thực. Tiêu chuẩn gạo ăn của cán bộ công nhân có lúc nâng lên 6-70% độn khoai, sắn, ngô, bo bo, bột mì. Lòng người dân nhiều vùng hoang mang chán nản, thì mới thấy hạt gạo quý đến trường nào. Ở Sèo Sơn, tuy giá trị công điểm có khá hơn trước, nhưng bà con xã viên đa phần phải độn lót mới đủ ăn mặc dù việc tự phát dấu cấp trên phát nương trồng lúa do cười xúi dục các đội trưởng cũng phần nào cải thiện thêm đời sống cho xã viên. Vì vậy, việc xin được cấp trên cho xây dựng phai khe măng là chủ trương hợp lý nhằm nâng cao sản lượng lúa của hợp tác xã và cải thiện bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người. Thời tiết vào mùa hanh khô, có hôm trời nắng giáo, nhưng nhiều hôm trời lạnh, lội xuống nước khe măng cứ như có nghìn mũi kim châm vào da thịt. Lòng suối khe măng lắm cát sỏi, máy múc càng múc sâu rộng, cát sỏi lại càng trôi xuống, nên tiến độ chậm. Lượng đá học phải có để đóng dọ xếp xuống, vì thế cần phải tăng lên nhiều mới đủ. Vì vậy, những chuyến xe ô tô y pha hai cầu chở đá học từ mỏ đá Hương Nha cách xeo sơn mấy chục cây số về đổ xuống lòng suối khe măng cứ như muối bỏ bể trong khi đó ở bản đá vách có một hòn núi đá xinh xắn hình ông già đứng như bồng lai tiên cảnh lại có ngôi miếu nhỏ tọa lạc từ đời nào đời nào được xây ở chân núi miếu này dân bản đều đặn tuần dằm mùng một hương khói thờ ông tướng tương truyền từ thời tổ tiên ta đánh mã viện đã dừng chân nghỉ đêm khi qua đây có lẽ chính vì thế mà bản này được gọi là bản đá vách cười nhân xanh trưởng ban làm văn bản báo cáo chủ tịch xã xin phá hòn núi đá ở đá vách, lấy đá phục vụ công trình phai khe măng để công ty sóng thần đẩy nhanh tiến độ cho kịp lấy nước vụ đông xuân sắp tới. Nhiều người trong ủy ban phản đối vì đây là di tích ngàn xưa để lại và cũng là nơi tâm linh hương khói của bà con dân bản thờ cúng thần linh, nhưng cười cương quyết phản đối của viện chính sách bài trừ mê tín dị đoan của cấp trên cho rằng những ý kiến ủng hộ việc thờ cúng của dân bản là ủng hộ các hủ tục lạc hậu. Điều này trái với chủ trương xây dựng nếp sống mới, đi ngược lại lợi ích của tập thể của nhà nước, coi chừng đi vào vết xe đổ của bọn phản cách mạng, không dồn hết sức của sức người cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Và lại ở nhiều nơi người ta đã phá rỡ chùa chiền miếu mạo, đập phá bát hương họ còn biến chùa chiền đình làng thành kho hợp tác xã chứa phân do cầy bừa cuốc sẻng xe cút kít hoặc giả thành lớp học cho bọn trẻ con EA học chữ thậm chí vẽ bậy ở cả những nơi thờ trước được coi là tôn nghiêm kính cẩn ngay cả ở đền hùng ngoài kia người ta còn dự định bỏ bê để thành hoang phế nữa là cái miếu nhỏ này hơn nữa ở Seo Sơn mới sản xuất ra gạch ngói còn vôi vẫn phải đi mua tận ngoài huyện xa hai chục cây số, rất khó khăn tốn kém. Nếu khai thác được đá thì có thể mở thêm lò vôi, vừa có thêm công ăn việc làm cho dân, lại có vật liệu xây dựng cho bà con trong xã, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện hơn sao? Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Sao Sơn của tác giả Vũ Quốc Khánh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.